Thầy kể quý vị nghe, thầy đi hai cái nơi, ở Úc là một, mùa hè bên Úc, chính phủ bên Úc họ làm một cái vườn hoa để cho du khách đi du lịch chơi tới đó chơi thôi. Phật tử họ dẫn thầy đi chừng khoảng 20 phút, mỏi cái chân quá đi không nổi, mới kiếm cái chỗ ngồi. Thầy nói với trong đoàn thầy đó, quý vị có tin có cực lạc không? À, tức là cái thế giới ta bà này, con người còn tham sân si, ngũ trược ác thế, mà người ta thiết lập một cái vườn hoa vô cùng lộng lẫy này, là cái cõi ta bà này. Còn ăn sống nói gió, còn tham, còn sân, còn si, mà cái tư tưởng, cái bộ óc người ta làm được cái vườn hoa như thế này, mình không còn chỗ nào chê được hết. Là cái vườn hoa thứ hai. Qua bên Canada, thầy qua một cái vườn hoa, ở bên đó thầy đi tham quan, thầy cũng ngồi, thầy nói với Phật tử, với tăng đi, quý thầy đi trong đoàn đó, đây là cực lạc. Bởi vì sao? Cái bộ óc của con người, cái tư tưởng của con người, cái sự hiểu biết của con người ở cái cõi này ta làm được một cái cảnh trang nghiêm đẹp đẽ lộng lẫy như vậy, thì cảnh giới cực lạc, Đức Phật A Di Đà và thánh chúng bên đó là không còn tham sân si, thì cái cảnh giới cực lạc nó gấp triệu gấp ngàn lần hai cái vườn hoa ở Úc và ở Canada này. Cực lạc có thiệt, không có cái gì mà gọi là vọng tưởng, không có cái gì là trừu tượng hết. Qua bên Đài Loan, chùa Phật Quang Sơn, quý vị có đi ghé Phật Quang Sơn, Hòa Thượng Tinh Vân thiết lập cái cực lạc đồ lộng lẫy. Thầy ngồi thầy mới nghĩ là Hòa Thượng Tinh Vân phải là người bên cực lạc về. Bởi vì Ngài dùng cái bộ óc của Ngài, cái kiến thức của Ngài, Ngài lập lên cái quả đồ, rồi thợ nó làm theo ý của Ngài, chứ thợ làm sao nó biết được. Mà cái cực lạc đồ ở Phật Quang Sơn không chạy được. Chim biết nói Pháp, gió biết nói Pháp, cây biết nói Pháp, nước biết nói Pháp. Ở ao Liên Trì đó, hoa sen xanh phóng hào quang xanh, hoa sen đỏ phóng hào quang đỏ, nghĩa là đầy đủ như trong Kinh Di Đà diễn tả. Mấy cực lạc có thiệt, từ đó mình suy ra rồi đó. Cái cõi ta bà này, con người còn tham dục, còn sân si, thế mà người ta tạo nên một cái cảnh giới mà mình đến đó mình thấy an lạc, mình thấy thoải mái, nhẹ nhàng, là cực lạc cái gì. Như vậy là tự tin là một, tính tha là hai, tức là mình tin lời của Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi nơi đạo tràng nói ba bộ kinh, Di Đà là một, Thập Lục Quán là hai, Vô Lượng Thọ là ba. Ba cái bộ kinh này là từ kim ngôn của Đức Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết để cho hành giả chúng ta có cái điều kiện, và có cái y cái lời dạy của Ngài để mình tu tập. Đó là cả ba cái bộ kinh mà Đức Thế Tôn tuyên thuyết. Thứ hai là cái đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Trong kinh Đại Tập, Ngài nói thế này: một cái hòn đá rất nhỏ, mình bỏ xuống cái mặt nước nó chìm sát đáy, nhưng mà cái tảng đá hàng trăm tấn họ chở qua biển Đông một cách dễ dàng là nhờ chiếc tàu. Đại nguyện của Đức Phật Di Đà dụ cho chiếc tàu, còn nghiệp của chúng sinh là dụ cho cái tảng đá nặng. Nếu như không nhờ cái đại nguyện của Phật Di Đà và thầy trò chúng ta xuống địa ngục hết, nói chắc chắn như vậy để quý vị hiểu. Không nhờ cái đại nguyện đó, không nhờ chiếc tàu thì mình ở địa ngục hết. Cho nên mình tin tưởng những cái lời giáo huấn của Đức Phật trong các bộ kinh đó, mình lấy cái đó là làm cái tư lương để mình tu hành, không có cái gì sai trái, không có gì nghi ngờ hết. Đó là nghĩa thứ hai, là
Cái thứ ba của chữ tín tức là tin lý và tin sự. Tin lý và tin sự. Sự của cực lạc và lý của cực lạc. Lý của cực lạc là tâm tịnh là tịnh độ, tâm quế là quế độ. Đó là lý của cực lạc. Sự của cực lạc tức là có cái cõi quế độ thì phải có cái cõi tịnh độ. Ở ngoài xã hội chúng ta có vàng thiệt thì có vàng giả. Có thiệt có giả. Như vậy là có cõi quế độ là cõi ta bà thì có cõi cực lạc. Tịnh độ là cõi quế độ, tịnh độ và quế độ. Cái tịnh độ của lý tức là tâm tịnh là tịnh độ, tâm quế là quế độ. Thầy kể quý vị nghe, năm đó thầy giảng trên chùa Bảo Lộc, trên Bảo Lộc. Thì cái hôm đó chùa có cái trai đàn lớn lắm. Thì giảng ở ngoài sân, có cái ông đạo hữu đó, ông đứng dậy ông hỏi thầy: ở trong kinh tôi đọc tôi thấy có địa ngục, nhưng mà địa ngục ở đâu? Tức là thầy chỉ dùng. Câu hỏi thì rất đơn giản mà trả lời rất khó. Bây giờ thầy chỉ địa ngục ở dưới đất là nói quan cho Phật, Phật không có nói. Thầy học kinh Diêu Ma Cật rồi mà. Trong kinh Diêu Ma Cật đó là địa ngục không phải ở dưới đất, không phải ở trên không, không phải ở phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, mà ở đâu cũng có địa ngục. Bây giờ thầy chỉ xuống địa ngục là nói quan cho Phật luôn. Đây làm pháp sư mà nói nó sai lời Phật sao dám nói. Cái thứ hai là chỉ địa ngục dưới đất là phản khoa học, học trò nó phản đối lắm. Dưới này lửa không chứ địa ngục đâu. Như vậy là địa ngục ở đâu? Trong tâm thầy nghĩ không thể chỉ dưới đất được. Thôi thì chỉ ở nhà ổng đi. Địa ngục ở nhà đạo hữu cho đâu. Ổng chề cái mô ra bắt cái cậu Mỹ Thuận được. Lắc đầu ngồi xuống. Biết trả lời như vậy đạo hữu không hài lòng, nhưng mà bí quá, bí quá rồi, trả lời dưới đất không được. Thôi bây giờ thầy hỏi hết tất cả trong đạo tràng này, có khi nào mà ở nhà con cháu nó nghịch quá, nó phá quá rồi rủa lũ bay là đồ quỷ sứ có không? Có. Như vậy nhà mình địa ngục cho nên mình chúa quỷ sứ, lũ bay là đồ chúa ngục. Như vậy là nhà mình là địa ngục cho mình chúa chúa ngục là đúng rồi. Vỗ tay. Ở trong kinh luật không có dạy cái đó, không có dạy, không có dạy cái đó. Cái sáng kiến pháp sư phải có cái sáng kiến đó chứ, lỡ mấy cái vụ đó đồ bí làm sao. Đây. Thoát nạn vậy hả, thoát nạn. Như vậy lý tịnh độ và sự tịnh độ, để chúng ta thấy rằng có quế độ thì có tịnh độ, có giàu thì có nghèo, có thông minh thì có gì đần độ, có trắng thì có đen. Cái lý đó mà tin nhân tin quả, tin nhân tin quả. Nhân là niệm Phật thì quả thành Phật, nhân tu thì quả đắc, nó là đương nhiên được. Cho nên giáo lý của nhà Phật căn bản đó là nhân duyên và quả báo. Người ta không tin bất cứ một tôn giáo nào, nhưng người ta không thể không tin nhân quả, vì nhân quả không phải là tôn giáo. Không phải là tôn giáo. Chứ không phải là người Phật tử mới bị nhân quả, mà người đó, người nào cũng bị nhân quả hết. Anh có tin cũng vậy, anh không tin cũng vậy, là nhân thì quả. Cho nên chữ tín không đâu có sáu nghĩa: tự, tha,
nhân quả lý sự. Như vậy là tính tự lượng. Thứ hai là hạnh tự lượng, tức là thực hành. Bây giờ mình bàn trong cái phạm vi là trì danh niệm Phật thôi, còn quán tưởng niệm Phật, rồi là thật tướng niệm Phật, rồi quán tưởng này kia khác nó khó lắm. Thôi bây giờ thầy trò mình chỉ niệm thôi, lần chuỗi niệm thôi, bàn cái lần chuỗi thôi, rồi mấy cái chuyện kia để mai mốt rồi bàn, năm sau có dịp qua nữa rồi bàn. Bữa nay mình bàn cái lần chuỗi thôi, trì danh niệm Phật. Tức là cái pháp môn niệm Phật gọn gàng. Gọn là sao? Nam mô A Di Đà Phật, 6 chữ. Nhưng mà có cái đạo tràng thì niệm A Di Đà Phật bỏ 2 chữ cũng được, không có lỗi phải gì hết. Phật không có bắt lỗi, ngày rước liền, không có bỏ đứa nào hết. Thằng này nó niệm Nam mô A Di Đà Phật cũng rước, bà này niệm A Di Đà Phật cũng rước. Đó là tức là cái đạo tràng của Hòa Thượng Trí Tịnh này A-di-đà Phật. Cái đạo tràng của Thầy Chân Tín này Nam-mô A-di-đà Phật. Mà không có chống nhau, không có chống nhau. Ai niệm sao đó cũng được, vì nó gọn mà. Nhưng mà bỏ thêm 2 chữ nữa, mô Phật cũng được. Thí dụ nha, cỡ Phật tử Tâm An về chùa Bát Nhã làm công quả, Hòa Thượng Nguyên Trí mới gọi Tâm An, thầy nhờ chút coi, mô Phật. Đúng ra là phải Nam Mô A Di Đà Phật. Dài quá, người ta đi gọi làm cho mau, ở trong niệm dài dòng, mô Phật. Hòa Thượng biết là Tâm An niệm Phật, nhưng mà có mô Phật thôi. Cái này bỏ hết 4 chữ rồi, Hòa Thượng không có rầy, nó niệm Phật đó, nhưng mà có mô Phật. Lướt đi, rồi còn chữ Phật không? Quý vị có xem cái phim bà Lưu Vĩnh Khương ở bên Đài Loan mà niệm Phật không? Lúc mà bà hấp hối trên giường bệnh, nó con cháu bà nó quay quần nó niệm bà Phật, 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 Thiều Lưu Xa Lợi. Có anh chữ hả? Bây giờ hơi đâu mà niệm, hấp hối rồi mà làm sao niệm 6 chữ? Trời đất ơi, 2 chữ còn không có nữa, được 6 chữ. Hết hơi rồi, Phật, 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 vậy mà Thiều có Xá Lợi. Như vậy là Nam Mô A Di Đà Phật là 6 chữ, A Di Đà Phật là 4 chữ, Mô Phật là 2 chữ, Phật mà được giảng sanh gọn gàng. Thầy ham có nhiều đó mà tu niệm Phật ham có nhiều đó thôi. Không có pháp môn nào gọn gàng bằng cái pháp môn niệm Phật hết. Đó nè. Vì vậy cho nên nói trì danh niệm Phật là chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà niệm. Nhưng mà niệm sao 6 chữ, 4 chữ, 2 chữ, 1 chữ gì cũng được là niệm. Cái thứ hai đó là trong kinh Di Đà nói nè, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Người niệm Phật vãng sanh về cực lạc không thể dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được vãng sanh. Vậy thì người tu tịnh độ mà được vãng sanh thì phải đa thiện đa phước, chứ thiểu thiện thiểu phước không được vãng sanh. Kinh Di Đà nói là thế. Bây giờ đa thiện đa phước là cái gì, mà thiểu thiện thiểu phước là cái gì? Ở cái cõi Ta Bà này, cái cõi Quế Độ này mà mình tu thiểu thiện thiểu phước cũng khó tu luôn. Ăn chay trường suốt đời là thiểu phước. Bố thí cả một cuộc đời cũng thiểu phước. Kể cả Lương Võ Đế cất 72 kiển kiển chùa, đúc 72 cái đại hồng chung cũng là thiểu phước. Hiếu kính với cha mẹ tột bực cũng là thiểu phước. Thế thì cái gì là đa phước? Như vậy để mình tu ở cái cõi này, những cái việc
Như thế đó là khó tu hay dễ tu? Nội hiếu kính với cha mẹ không cũng khó tu rồi. Ăn chay trường cũng khó tu rồi. Bố thí cả cuộc đời cũng là khó tu rồi, mà là thiểu phước. Chấp trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà niệm là đa phước. Chỉ chấp trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà là đa phước. Phát Bồ Đề Tâm là đa thiện. Vì Bồ Đề Tâm là chư thiện trung vương, đó là vua của tất cả các pháp lành. Phát Bồ Đề Tâm niệm Phật A Di Đà là đa thiện đa phước, được vãng sanh. Vì vậy cho nên là người tu tịnh độ là phải chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà niệm. Thế thì tại sao là chúng ta phải niệm bằng cái sáu chuỗi? Tại sao mình phải niệm bằng sáu chuỗi? Bởi vì cái pháp môn tịnh độ này là tình cảm dẹp tình cảm. Ví dụ như thầy làm thầy giáo, quý vị là học trò, ồn quá, giảng bài mới nó ồn quá, im. Cái này có im không? Vậy mà học trò thầy nó im. Tức là lấy tình cảm dẹp, im, im. Vỗ bàn về cái nó im. Tức là cái này không im, nhưng mà học trò thầy nó im là tình cảm dẹp tình cảm. Tình cảm. Cái này là tình cảm dẹp cái vọng tưởng. Mình lo mình lần cái này đâu còn nhớ cái gì nữa. Còn để không gì thì đủ thứ chuyện. Nhớ gà, nhớ heo, nhớ tiền, nhớ của, nhớ con, nhớ cái, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà nhờ cái này cái mình hết nhớ gì hết. Nhờ cái lần cái này không nhớ gì hết. Là tình cảm dẹp. Đạp gai lấy gai mà lễ. Đi đường mình đạp cái gai nhọn, bây giờ mình lấy cái gai nhọn mình lễ, thì là tình cảm dẹp tình cảm. Cái vọng tưởng này lấy cái gì để nó dẹp cái vọng tưởng này? Lấy cái lần chuỗi này dẹp cái dần lần tưởng cái chắc ăn. Chắc ăn à, thì kể cái ông này quý vị nghe. Đạo Cao Cao Đài, chức sắc Cao Đài ở Tây Ninh. Thì con ở Mỹ này nó bảo lãnh thì ông đoàn tụ với gia đình 80 tuổi. Thì hôm đó gia đình đi qua bên Mã Lai, cái chỗ có Pháp Sư Tịnh Không bên Mã Lai. Thì Pháp Sư đang giảng kinh Vô Lượng Thọ, thì gia đình đến nghe. Thì ông cụ nghe một cái đoạn kinh nào đó, ông cụ rất là tâm đắc. Ông cụ xin quy y với Pháp Sư. Pháp Sư nói thôi bây giờ ông lớn tuổi rồi, 80 tuổi rồi, kinh kệ gì đó cũng khó mà tiếp thu được, thôi giờ niệm Phật đi. Pháp Sư tặng cho cái xu chuỗi về Mỹ này niệm. Niệm được 3 năm. À, mới có 3 năm. Bữa đó ông mới điện thoại cho Pháp Sư. Pháp Sư về Đài Loan rồi. À, sư phụ ơi, con thấy Phật Di Đà này 3 đêm. Con xin sư phụ cho con theo Phật A Di Đà. Pháp Sư mới nói nhân duyên thời cơ đã đến thì ông cứ đi. Ông cụ ngồi an nhiên mà vãng sanh. Đó nè, thấy chấp trì. Pháp Sư đưa cái sâu chuỗi không rồi ngày về ngày chấp trì này niệm không này 3 năm. Bởi vì phát Bồ Đề Tâm, niệm Phật để thành Phật thì gọi là phát Bồ Đề Tâm. Còn người ta cũng niệm Phật nhưng mà cầu tai qua nạn khỏi, có bệnh rồi mới niệm Phật, cầu cho là phát tài phát lộc. Nhưng mà đó nè, cũng có niệm Phật nhưng mà lúc bệnh thôi, giác nhang giác đèn, niệm qua trời qua đất hết bệnh rồi thôi. Như vậy tức là cũng có niệm Phật nhưng mà không phải phát Bồ Đề Tâm. Niệm Phật để thành Phật mới gọi là phát Bồ Đề Tâm. Rồi cái thứ ba tức là nguyện. Tức là chúng ta làm cái gì trên cuộc đời này phải có cái mục đích của nó. Phải có cái mục đích của nó. Bây giờ sáng quý vị thức dậy, quý vị làm vệ sinh cá nhân xong rồi, quý vị chuẩn bị y phục đàng hoàng, đi đâu? Đi chùa, đi thăm bệnh, đi du lịch. Tất cả đều có cái mục đích hết.
Còn nếu như không rồi sáng quý vị chuẩn bị rồi cái leo lên xe đi tới trưa về không biết đi đâu ha. Tức là cái việc làm của chúng ta không có mục đích thì cái việc đó không có kết quả. Cho nên chữ nguyện có nghĩa là tha thiết mong mỏi mình đến một cái mục đích đó, đến một cái sự việc cuối cùng đó là vãng sanh cực lạc. Vì sao? Vì cái nguyện của Phật A Di Đà với cái tha thiết của mình, hai cái này nó hợp lại. Hai rồi. Ngài Đại Thế Chí nói thế này: mẹ ở phương Nam mà con ở phương Bắc, thế thì mẹ cũng muốn gặp con cũng muốn gặp mẹ, thì một ngày nào đó mẹ với con gặp nhau, dù rằng xa ở Nam Bắc. Thế thì cái trường hợp khác là mẹ với con đâu cái lưng lại, cái lưng của mẹ với cái con của cái lưng của người con đâu lại sát nhau, mà mẹ không muốn gặp con không muốn gặp mẹ, thì một ngày nào đó là mẹ con xa nhau Nam Bắc. Chúng ta với Phật A Di Đà cũng giống như vậy rồi. Ngài ở Tây phương thế giới, mình ở Ta Bà thế giới, mà mình muốn gặp Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà là phát nguyện muốn gặp mình, thì một ngày nào đó thầy trò gặp nhau, nhất định sẽ gặp nhau. Cái đó là cái căn bản. Cái thứ hai đó là cái bản hoài, cái đại nguyện của Ngài Pháp Tạng. Quý vị đọc kinh Vô Lượng Thọ, quý vị thấy trong lúc tu nhân, Pháp Tạng Tỳ Kheo phát 48 đại nguyện, thì bây giờ có 210 ức Đức Phật tán thán. 210 ức Đức Phật tán thán. Vậy thì cái việc phát nguyện độ sanh của Đức Phật Di Đà không phải chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tán thán, mà có 210 ức Đức Phật ở các quốc độ khác, các cõi Phật khác đồng tán thán. Vậy thì Ngài không bỏ một người nào, không bỏ rơi một người nào. Cho nên có cái anh đạo hữu đó ở Đà Nẵng, anh mới hỏi thầy thế này: các vị xuất gia như quý thầy niệm Phật và cư sĩ của tụi con niệm Phật có giống nhau hay khác nhau? Thầy mới nói giống nhau chứ đâu có khác nhau chứ. Anh không chịu. Anh nói sao giống nhau được, tụi tôi còn ăn sống nổi gió, còn tham dục, quý thầy tu hành đạo cao đức trọng thì phải khác rồi nào, sao lại giống nhau được? Thầy mới nói rằng có cái cục vàng mà cái người A này lấy gấm gói cái cục vàng lại, còn cái ông B này lấy cái nùi lao của dẻ rách gói cái cục vàng lại, thì cục vàng này sao, có khác hay giống? Giống nhau, cục vàng giống nhau, nhưng một người lấy gấm gói lại, người lấy dẻ rách gói lại, nhưng mà cục vàng là cục vàng chứ. Quý thầy niệm Phật có cầu vãng sanh cực lạc không? Cư sĩ niệm Phật có cầu vãng sanh cực lạc không? Cầu thì nguyện lực của Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Vàng khác nhau chỉ gấm gì dễ rách thôi, khác sao được. Vậy mới chịu đó, vậy mới chịu đó. Nhiều chuyện lắm. Như vậy là tính hạnh nguyện, đó là tam tư lương tịnh độ của hành giả niệm Phật phải đủ. Bây giờ nói cái phần khác tiếp theo đó để quý vị nghe. Tức là trong kinh Di Đà có cái câu ách yếu nhất của kinh Di Đà: lâm mạng chung thời
Giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời tâm bất điên đạo tức đắc vãng sanh. Tâm bất điên đạo tức đắc vãng sanh, còn điên đạo thì sao? Không được vãng sanh. Căn cứ vô đó nó. Phải không? Tâm bất điên đảo thì được vãng sanh, mà tâm điên đảo thì sao để không được vãng sanh? Nói quan cho Phật A Di Đà, ngài tiếp dẫn hai đối tượng: nhất tâm và đối nghiệp. Thầy giảng ở chùa Linh Sơn ở bên Úc, cái bữa đó đông lắm, đạo hữu đó mới đứng dậy thưa thầy thế này: có một vị pháp sư nói thế này, thiền tông chấp nhận nhất tâm bất loạn, thiền tông không chấp nhận đối nghiệp vãng sanh. Lý do là sao? Cái cõi Phật Di Đà là cái cõi thuần tịnh, thì không thể có người nào còn nghiệp qua đó họ làm rối cho cái cõi tịnh độ. Họ không chấp nhận, chỉ chấp nhận là nhất tâm bất loạn, nhưng mà đối nghiệp thì họ không chấp nhận. Thì quý vị hỏi thầy, thầy tính né, thầy không có trả lời. Thôi để tôi đi giảng hết rồi tôi trở lại rồi tính. Mình đi luôn chứ có trở lại đó đâu. Nhưng mà đi lên Rít Bình, cái chùa Linh Sơn trên Rít Bình là cái chi nhánh của Linh Sơn ở Melbourne của Hòa Thượng Quyền Vi. Lên đó thầy giảng cái mấy ông nó dí nữa. Ở dưới này nó điện lên, điện lên nó dí thầy nữa, thầy phải trả lời chứ sao, hết chỗ gỡ rồi, còn chỗ nào đi nữa đâu. Thầy mới nói là thầy học thì học hết, thiền cũng học mà tịnh độ cũng học, nhưng mà thầy tu tịnh độ. Đó là thầy tu tịnh độ. Thế thì bây giờ trong giáo lý nói thế này, tứ quả sa môn, tu thiền mà đạt đến tứ quả sa môn là chứng a la hớn quả. Thì cái quả đầu tiên hết đó là tu đà hoàng dự lưu, tức là mới dự vào dòng dòng thánh, vô minh hoặc diệt được mà trần sa hoặc chưa diệt được. Thế tại sao là phiền não còn đó mà họ chứng quả? Cái quả vị đầu tiên hay của tứ quả sa môn là tu đà hoàng, tức là vô minh hoặc họ diệt được, mà trần sa hoặc tức là cái lầm lẫn nhỏ như bụi, vi trần là cái hạt bụi rất là nhỏ. Buổi sáng nó mình thấy cái nhà mình nó có cái lỗ hổng ở bách này, cái ánh sáng mặt trời nó rọi vô mình thấy cái một cái làn ánh sáng đó lăn tăn trong đó là vi trần, con mắt mình thấy không được, nhưng mà cái đó là ta chưa có diệt được cái trần sa hoặc, chỉ diệt được vô minh hoặc, nhưng mà chứng quả thánh. Vậy thì cái quả vị thứ nhất đó là tu đà hoàng, họ phải tiến lên tư đà hàm, tiến lên a na hàm, tiến lên nữa mới là a la hớn quả. Vậy thì cái dự lưu, cái quả dự lưu đầu tiên của tứ quả sa môn này là mới dự vào dòng thánh, họ phải tu tiếp lên, chứ nó phải ngang đó không. Vậy thì tịnh độ nói là đối nghiệp vãng sanh, thì hành giả từ cái cõi quế độ ta bà này mà vãng sanh về tịnh độ, tức là ở hạ phẩm. Ở hạ phẩm. À. Thế thì cái hoa sen của mình, quý vị ở Bát Nhã này, quý vị niệm Phật, thì ở ao Thất Bảo có cái búp sen tên của mình ghi vô đó. Tâm an niệm Phật ở Bát Nhã này thì cái búp sen ở bên ao Thất Bảo có cái tên của tâm an trong đó. Vì sao? Là nhân quả đồng thời. Nghĩa là nhân niệm Phật thì cái quả là cái hoa sen, tên của mình có trong đó. Đến khi tâm an ở cõi ta bà này đã trút hơi thở cuối cùng, thì cái hoa sen ao Thất Bảo nó bay tới mặt cái nhà của tâm an. Thần thức rời khỏi cái tiền ấm thân này thì gá vào cái hoa sen đó,
Hoa sen đó tức khắc bay trở về ao Thất Bảo. Cha mẹ của mình là hoa sen, còn cha mẹ của mình ở cõi Ta Bà này, cái bào thai là phải luân hồi sanh tử, còn mình cái hoa sen của mình bên Tịnh Độ đó. Thì như vậy cái hàng nhất tâm bất loạn là tự lực, còn cái đối nghiệp vãng sanh là tha lực, thì mình tin là tự tha rồi. Ở trong sáu cái nghiệp chữ tính là mình tin là tự tin và tin tha, tức là mình tin cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Vậy thì bây giờ Đức Phật A Di Đà và thánh chúng đến trước mặt mình, ngài làm cho mình nhất tâm rồi ngài rước mình về cực lạc. Cái hoa sen tên của mình ở đó rồi thì mình về cực lạc, nhưng mà chịu khó phải ở trong cái hoa sen đó lâu một chút, chứ không giống như ở thượng phẩm mà mình ở hạ phẩm mà. Mình ở đó lâu một chút vì cái công quân tu tập của mình về đó mình phải tu tiếp. Vậy thì tứ quả sa môn, cái quả đầu tiên hết là tu đạo hoàng, là chưa diệt được trần sa hoặc mà họ chứng quả thánh, thì người niệm Phật mà vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật Di Đà gọi là đối nghiệp vãng sanh, thì mình còn nghiệp mình về đó thì ngang bằng với người tu thiền, họ chứng được sơ quả tu đạo hoàng. Bên này cũng phải tu, còn ba quả nên mới tứ quả sa môn, thì mình ở bên đó mình phải tu tiếp. Hàng ngày chim nói pháp, nước nói pháp, cây núi nói pháp, gió nói pháp, nói chung là cái y báo của Tịnh Độ đều biết thuyết pháp. Thì hành giả về đó nghe pháp, đến bao giờ nghiệp dứt thì sen mới nở đồng với hành giả vãng sanh về thượng phẩm. Như vậy đâu có khác. Nếu mình nói như vậy thì mình bác bỏ cái đại nguyện của Đức Phật Di Đà. Ngài nói ngài tiếp dẫn hai đối tượng mà mình giải thích là nhất tâm bất loạn thì vãng sanh, mà đối nghiệp không được vãng sanh, tức là mình đi ngược lại cái bản hoài của Đức Phật Di Đà. Cho nên mình phải hiểu là đối nghiệp vãng sanh và nhất tâm vãng sanh. Thế thì hai cái trường hợp lâm mạng chung thời, lâm mạng là hấp hối mà chung thời là chết rồi. Cho nên ta diễn tả hai cái giai đoạn đó là hấp hối và chết. Còn thở, nằm trên giường bệnh đó, thì cái cuồng phim mà cuộc đời của mình tạo cái gì, nó quay lại cái người nằm trên giường bệnh đó, họ thấy rõ ràng minh minh bạch bạch. Súc sanh, ngạ quỷ, thiên nhân, niệm Phật, tức là cái nhân của mình tạo trong lúc sanh thời này, thì bây giờ nó mới kết luận lại, nó quay cái cuồng phim lại mình thấy. Hành giả niệm Phật thì bây giờ cái cuồng phim niệm Phật nó quay lại mình niệm Phật ở cái đạo tràng nào, thời gian nào, lâu hay mau, ít hay nhiều, cái cuồng phim niệm Phật nó quay lại với nhân quả đồng thời. Người đó tạo cái nghiệp là súc sanh thì bây giờ nó quay lại cái cuồng phim súc sanh đó, nó quay lại. Ở Biên Hòa thầy kể quý vị nghe, thì gia đình này có một người cháu học ở dưới Đại Tùng Lâm, thầy dạy nó. Chiều nó ăn cơm lên nó nói: sư phụ ơi, con có người cô ruột mà cô con làm cái nghề giết heo mổ heo. Một đêm cô con đi giết 20 con, tức là cái lò này 5 con, cái lò này 5 con, cái lò này 5, 4 cái lò sát sanh, như vậy là cô con giết 20 con heo. Thế thì cô con nằm này 5 năm rồi sư phụ, 5 năm. Mà khuya đó, 2 giờ là cô con dậy, cô con la hét lên. Cô thấy cái cảnh đó, cô thấy cái cảnh giết heo đó, rồi cô sợ quá đến nỗi gia đình phải trói hai tay hai chân cô lại. Mà cô nằm bây giờ cái da bụng với cái da lưng nó sát lại nằm.
Tôi nói thôi được, để bữa nào thầy xin phép với hòa thượng hiệu trưởng, rồi thầy trò mình lên đó. Lên thì cái cảnh tượng mà thấy đằng cái giường của cổ nằm ở đầu, cái đầu giường để một cái thao. Ở trong cái thao đó để cái tấm thớt, cái dao mà mổ heo đó cắm lên cái thớt đó. Mình dòm cái cảnh tượng mình thấy mình hãi hùng lắm. Mà 5 năm trời rồi không chết. Thầy nói thôi bây giờ mình cũng không còn cái cách nào, người phạm phu mà. Thôi bây giờ thiết lập cái bàn Phật, rồi thầy ở lại thầy niệm hương, thầy khai từ bi sám pháp đạo tràng, rồi mấy chú ở lại sám hối cho cô nhân. Chứ cái này thì không cách nào hơn. Thầy về trường thầy xin phép cho 4 tăng sinh ở lại đó một tuần lễ để sám hối cho cô. Thì đúng 7 ngày, cái ngày cuối cùng hết là 3 giờ khuya, cô dậy không có la nữa mà cô chắp tay cô niệm Phật. Cô niệm Phật thì mấy chú tăng sinh mới hỏi, thì cô mới thấy cô thấy một cái luồng hào quang sáng từ ở ngoài nó bay vô trong nhà của cô. Cô mừng quá, rồi cô chắp tay rồi cô niệm Phật. Thì mấy tăng sinh ngồi đó niệm Phật với cô là cô nhẹ nhàng, cô đi là không có la hét không cái gì nữa. Thì để đây quý vị thấy cái cận tử nghiệp, cái cận tử nghiệp. Vì vậy cho nên họ tạo cái nghiệp súc sinh, thì bây giờ họ thấy cái cuồng phim súc sinh nó quay lại rõ ràng. Qua cái giai đoạn thứ hai là chung thời là chết rồi, thì cái gì họ thấy ở cái giai đoạn là lâm mạng tức là hấp hối đó, thì bây giờ qua cái giai đoạn thứ hai là chết rồi, thì cái nghiệp nào đi vào con đường đó, nghiệp dẫn đi luân hồi, không có quỷ sứ, không có một cái bàn tay nào mà ngoài cái nghiệp lực của mình hết. Vì vậy cho nên người niệm Phật thì hấp hối họ thấy cái cảnh niệm Phật lúc sanh thời họ đã tạo. Thì khi mà họ chết rồi thì hoa sen ở ao thất bảo bay đến trước mặt. Vị thầy có giảng cái bài là ý nghĩa hoa sen trong ao thất bảo. Một cái bài thứ hai là ý nghĩa hoa sen trong đạo Phật. Mình đọc kinh Di Đà mình thấy là cái hoa sen trong ao thất bảo nó có 4 cái ý nghĩa là vi, diệu, hương, khiết. Chữ vi có nghĩa là màu nhiệm, nên là ở bên tịnh độ mà mình niệm Phật ở Ta Bà này, cái hoa sen đó có nêu tên của mình ở trong đó, mà khi người ở Ta Bà này là tắt thở thì cái hoa sen đó bay đến trước mặt của cái hành giả niệm Phật đó, gọi là màu nhiệm của hoa sen ở ao thất bảo. Thì thần thức của cái người niệm Phật bây giờ gá vào cái hoa sen đó, đó là có 2 điều kiện. Nếu như cái hành giả nó mà nhất tâm bất loạn thì tự lực họ gá vào cái hoa sen đó, hoa sen nó bay về thất bảo thì đây là ở thượng phẩm, ở thượng phẩm. Vì cái công quân tu tập của cái hành giả này thuần thục và nhất tâm. Còn cái hành giả niệm Phật mà giờ này nghiệp họ còn nhớ tiền, nhớ bạc, nhớ nói tới chuyện con cái vân vân, thì nguyện lực Đức Phật Di Đà đến trước mặt của người đó, làm cho cái thần thức của người đó nhất tâm, rồi vào trong cái hoa sen, gá vào cái hoa sen đó bay về ao thất bảo, hạ phẩm, mà hạ phẩm hạ sanh. Chứ bởi vì chính phẩm thì mỗi phẩm chia làm 3, thượng phẩm chia làm 3, trung phẩm chia làm 3, hạ phẩm chia làm 3, hạ phẩm thượng sanh. Hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh. Mình mà đối nghiệp vãng sanh thì ở cái hạ phẩm hạ sanh. Một tiểu kiếp sen mới nợ. Thì có một hành giả niệm Phật họ hỏi thầy ở Nha Trang. Ở Nha Trang. Cái vị này hỏi thế này. Con niệm Phật 30 năm. Con không nghi ngờ gì hết. Nhưng có một điều con thấy là nó trái với nhân nhân quả. Người niệm Phật mà đến giờ phút cuối cùng hết là gọi là đối nghiệp vãng sanh, tức là mang nghiệp mà về tịnh độ, thì có trả nghiệp không? Nếu không trả nghiệp thì là trái với nhân quả. Con đọc lịch sử con thấy rằng Đức Phật
khi còn sanh thời ngày ăn lúa ngựa, ngày bị Đề Bà Đạt Đa là xô đá chảy máu cái chân của ngài, ngài nói này cả trả cái tốt nghiệp thì người vãng sanh về Cực Lạc mà còn nghiệp mà không trả nghiệp, tức là mình quỵt nợ à, đúng không? Không trả nghiệp tức là quỵt nợ chứ gì, thì trái với nhân quả. Thầy nói cảm ơn, thầy làm pháp sư này 42 năm, ra trường năm 73, lần này 40 mấy năm chưa ai hỏi câu đó hết. Bữa nay đạo hữu hỏi câu đó, thầy mang ơn cảm ơn đạo hữu, ngồi xuống đi trả lời cho. Không có quỵt nợ đâu, nói ra đạo Phật mà trái với nhân quả là không phải giáo lý của nhà Phật. Về Cực Lạc mà còn nghiệp thì ngồi ở trong cái hoa sen đó, ở hạ phẩm một tiểu kiếp mới nợ, để trả nợ, ngồi đó để trả nợ. Thì hành giả ngồi trong cái hoa sen đó, hằng ngày họ nghe cây nước, ao hồ, chim rừng của y báo tịnh độ thuyết pháp tu, đến khi nào nghiệp dứt sen mới nở. Đâu có quệt nở đâu, nghiệp dứt sen mới nở, phải ngồi đó tu. Mình nhớ rằng chúng ta vãng sanh về cái cõi này là phàm thánh đồng cư độ, phàm thánh đồng cư độ, về đó phải tu. Nhưng mà cái cõi tịnh độ thì dễ tu, dễ tu. Bên mình khó tu lắm, cái thầy nói khó cho nghe. Mình có tiền mình bố thí mà anh em nó chửi đồ ngu, có tiền không để ăn cho người ta, của tiền của mình mà nó chửi. Ở dưới Tiền Giang Mỹ Tho nó có hai anh em thế này, cất nhà thì hai căn sát nhau, cha mẹ cho đất, mà cái người em là Phật tử, biết cúng dường, biết bố thí, rồi biết làm từ thiện. Còn cái ông em nó không biết, biết tiền không à, ông anh không biết gì. Cái bữa đó ông em làm cái nhà bếp còn dư là mấy thiên gạch, nó đem vô cái tỉnh xá trong cái phường đó nó cúng, nhưng mà dặn là các sư đừng có nói con cúng, nhưng nói con bán đó. Anh còn nó nghe được, nó nói bậy bạ lắm à. Thế thì cái bà già bà làm công quả, sáng bà đến tỉnh xá bà quét, bà dọn, bà làm công việc, chiều bà về, bà đi ngang nhà ông anh nó vô, bà mới nói em chú tốt lắm, nó làm cái nhà còn mấy thiên gạch nó đem nó cúng, mấy sư mừng quá chừng luôn. Người ta biểu nói bán mà bà nói cúng, mà nói thiệt, đôi khi nói thiệt nguy hiểm lắm á, phải nói dối. À thế đây ông anh ổng nghe vậy, sáng hôm qua ổng chỉ mặt thằng em nói tao nói thiệt chứ chú mày đời tao chỉ biết tiền chứ không biết phước đức gì hết. Thế là nói thiệt, nói thiệt, mà của là của người em chứ không phải của người anh. Thế mà đem cúng vừa có mấy thiên gạch không mà nó chửi rồi đó. Cho nên cái cõi này khó tu lắm, khó tu lắm. Cái bà Bổn Đạo bà niệm Phật, sáng bà xách sổ chuỗi bà ra cái bộ salon, cái phòng khách bà ngồi bà niệm Phật. Con dâu nó xách giỏ nó đi chợ, má bà làm thinh à, mắt niệm Phật. Nó đứng một hồi lâu nó má cũng làm thinh à, mắt niệm Phật. Nó đứng nó chờ một hồi nữa nó má mày đuôi mày nói tao niệm Phật hả? Con dâu nó nói con kêu má có 3 lần má nổi sân, má kêu Phật nhiều chắc Phật sân dữ lắm. Nói không? Niệm Phật khác mà kêu Phật khác, kêu Phật khác thì thôi mình biết nó đi chợ đi, tiền má để trong cái học tủ đó, nhờ mình niệm Phật tiếp đâu có sao đâu. Má để tìm với cái nệm, con dở cái nệm lên, con lấy con đi chợ mình niệm Phật. Đằng này nổi mặt ngồi đó niệm Phật mà khó chịu lắm. Đó đến 3 lần nó hết chịu nổi rồi, mày đuôi mày thấy tao niệm Phật hả? Như vậy nãy giờ là sân si ngồi đó đâu có niệm gì đâu, nổi sân lên chứ niệm gì. Cho nên con dâu nó trả lời con kêu má có 3 lần mà má nổi sân vậy đó, mà má kêu Phật biết bao nhiêu. 49 gặp 50. Vì giờ cho nên cái câu đó đó thì Ngẫu Ích và Thiện Đạo đại sư giảng rõ cái chỗ đó để cho hành giả niệm Phật chúng ta không lúng túng, là vì theo trong cái chánh văn đó, cái mạch văn của kinh Di Đà là hành giả niệm Phật nhất tâm bất loạn thì tức đắc vãng sanh.
Còn hành giả niệm Phật mà chưa nhất tâm thì sao? Thì cũng được vãng sanh. Bởi vì cái đại nguyện của Đức Phật Di Đà là tiếp dẫn chúng sinh hai đối tượng. Cho nên thầy mới nói là pháp môn niệm Phật là gọn gàng thù thắng. Thù cái đó là thù thắng, tức là còn nghiệp mà được vãng sanh. Nếu không nhờ cái chiếc tàu thì không thể chở được một cái tảng đá 100 tấn qua Biển Đông được. Một cái viên đá bằng cái hạt, cái trứng gà thôi, bỏ xuống với mặt nước là chìm sát đáy. Thế mà cái tảng đá nặng như thế mà chiếc tàu chở qua Biển Đông được. Nghiệp của chúng sinh dù nặng đến đâu mà nguyện lực của Đức Phật Di Đà là chở mình qua cực lạc dễ dàng. Bây giờ nói cái chở, bây giờ nói cái chuyện chở đó quý vị thầy. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài nói cái giáo pháp của Ngài với chúng sinh ở Diêm Phù Đề này hết duyên, thì Kinh Lăng Nghiêm Diệt Trước, Bát Nhã Diệt, Lăng Già Diệt, Kim Cang Diệt, nhưng mà còn lại tịnh độ. Còn lại cái pháp môn tịnh độ này để mà cứu vãn chúng sinh ở cái thời mạt vận. Chúng ta nói cái thời mạt pháp, đây chưa phải là mạt pháp. Bởi vì nói là chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp, thì chúng ta phải biết cái thời chánh pháp sao gọi là chánh pháp, sao gọi là tượng pháp, sao gọi là mạt pháp. Cái thời gọi là chánh pháp thì đủ bốn yếu tố này: giáo, lý, hạnh, quả. Bốn cái trường hợp này đầy đủ của cái thời đó gọi là chánh pháp. Có giáo, có lý, có người tu, có người chứng quả. Quý vị thấy cái thời của Đức Phật là người ta chỉ nghe một cái bài kệ rất ngắn thôi mà người ta chứng quả. Ông trưởng giả cấp Cô Độc có cái thằng con trai mà nó ham tiền lắm. Ông ấy muốn độ nó, giờ biết làm sao. Ông ấy nói: bây giờ con ơi, ngày mai con lên Kỳ Viên Tinh Xá, con nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp mà con chỉ thuộc một câu thôi, về bố cho. Hai nén vàng đi chơi, nó nghe bố cho hai nén vàng, nó mừng quá, nó lên nó ngồi đó nó nghe mà cuối buổi thuyết pháp là không thuộc, không thuộc. Về nó buồn quá, nó không thuộc thì ông không có cho. Ông mới thấy thằng con ông nó buồn thiểu não, ông mới kêu là mai mà con lên con nghe con thuộc, về bố cho con bốn nén gấp đôi lần. À, thì bữa nay mà 8 giờ Đức Phật thuyết pháp là 6 giờ nó tới, nó dành chỗ nó ngồi gần đặng nó nghe, không thuộc, không thuộc. À, về đây nói không thuộc. Nếu ngày mốt mà con thuộc nè, 4 mà nhân cho 2 thành 8, nó ngủ luôn ở giảng đường, khỏi về, khỏi về nữa. Cuối cùng thuộc. À, ngày nó thuộc. Về ông cho nó hơi không nhận. Còn phàm phu tục tử thì ham đi chơi, ham tiền, bây giờ chứng quả rồi đâu có ham nữa, cho không cho nó, không cho nó. À, cho nên vì vậy đây chúng ta thấy rằng khi mà mê thì cũng cái sự việc đó, nhưng mà ngộ rồi cũng cái sự việc đó, nhưng mà giữa mê ngộ nó khác nhau. À, mê ngộ nó khác nhau. Bây giờ quý vị thử tưởng tượng một cái phòng tối, mình vô trong cái phòng nó tối không thấy đâu là đâu hết, mình mò lên đụng cái công tắc điện, mình bật cái công tắc điện lên thì ánh sáng, thì mình thấy cái bóng tối nó ở đâu. Tức là ánh sáng
Có thì liền mất bóng tối, chứ không thấy bóng tối nó dần 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 nó lánh đi, nó đâu thấy đâu. Mà hãy mình tắt cái công tắc thì cái ánh sáng mất thì tối nó tràn lại đầy cái phòng liền, chứ không thấy từ từ. Cho nên trong kinh đó nó hồi đầu bỉ ngạn, tức là chỉ yêu cầu quay cái đầu trở lại. Hồi đầu tức là quay trở lại là thấy bờ giác, cũng sự việc đó. Nhưng mà khi mê thì khác, mà khi ngộ là khác, cũng sự việc đó. Khi mình chưa biết tu, khi mình chưa biết tu đó, sông thì sông, núi là núi. Nhưng mình khi biết tu rồi, sông không phải là sông, núi không phải là núi. Ngộ rồi, sông là sông, núi là núi. Quý vị thấy cái chỗ đó là có đặc biệt không? À, bây giờ mình còn là phàm phu, mình còn mê đây, mình chấp cái nhà thiệt là cái nhà, cái núi thiệt là cái núi, cái sông thiệt là cái sông, cái nào là có cái tướng đó mình chấp là thật cái đó hết. Nhưng khi mình tu rồi mình biết là không phải, nhân duyên hòa hợp, đó là duyên, các duyên nó hợp lại, mà hết duyên nó tan rã. Để các pháp trên thế gian này, hình tướng sông ngòi nhà cửa, tất cả mọi hình tượng sắc tướng này là do nhân duyên, duyên hợp, nó không có thật khi mình biết tu rồi. Nhưng mà khi mà ngộ đạo rồi thì núi là núi, nhà là nhà, cây là cây, cái gì cũng thiệt hết là sao? À. Thế thì cái trí tuệ Bát Nhã đó, người ta nói thế này, người ta cũng chấp nhận là nhà là nhà, núi là núi, sông là sông. Nhưng Bát Nhã thấy những cái yếu tố không phải là nhà, không phải là núi, không phải là sông. Cái nhà không phải cái nhà ấy gọi là cái nhà. Người ta nghe cái giáo lý nhà Phật nói cái gì kỳ cục. Cái nhà không phải cái nhà ấy gọi là cái nhà. Vì Bát Nhã thấy những cái yếu tố không phải là cái nhà, mà duyên hợp cái nhà. Bát Nhã không chống đối cái tướng là qua cái Bát Nhã, nhưng mà nó thấy những cái yếu tố không phải là cái nhà. Thầy kể cái chuyện này quý vị nghe. Có một vị thiền sư tiếp một vị khách mà đột ngột quá, thì vị thiền sư này không biết cái gì, mới dòm lên bàn Phật thấy có cái dĩa còn ba trái quýt. Ngày đem số ngày lột trái quýt thứ nhất, ngày mời ông khách đó, ông khách là ông dùng hết thật tình mà, ngày lột thêm trái nữa, mời ông khách ông làm luôn trái nữa, lột luôn trái thứ ba nữa. Thì cái ông khách đó, ông vừa cầm cái quýt lên, ngài nói khoan nè, anh ăn như vậy ông thấy, anh không thấy được cái hương vị của trái quýt. Khi anh ăn, anh phải thấy trong cái trái quýt đó có rác, trong trái quýt đó có bụi, trong trái quýt đó có đất, trong trái quýt đó có ánh sáng, trong trái quýt đó có mặt trời. Ngài nói một lô với ông khách, ông nói trời đất ơi, quýt gì mà có rác có đất, không có những yếu tố đó thì không có trái quýt. Bát Nhã nói cái đó, cái là giáo lý nhà Phật nói cái đó. Cho nên đừng thấy rằng tất cả chúng sinh mê muội ở đây mà là quý vị là Phật hết. Bát Nhã thấy quý vị là Phật hết, thầy cũng thấy quý vị là Phật hết, đúng không? Nhưng quý vị phải niệm Phật mới, quý vị mới thành Phật được. Chứ không phải nói tôi là Phật rồi nghinh ngang rồi tham lam rồi tật đố rồi dành ăn đủ thứ mà Phật gì, là vì vậy. Trời, cho nên người vãng sanh về cực lạc, người chấp hành chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà niệm, là chúng ta phải thấy được cái giá trị, cái giá trị của nó. Đó là thế thì cái tự tánh Di Đà vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức,
Ngài nói rằng tất cả chúng sinh vãng sanh về cực lạc thì đầy đủ ba cái đức tướng đó: vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Vậy vô lượng quang là cái gì? Vô lượng thọ là cái gì? Vô lượng quang, vô lượng thọ là thời gian và không gian. Vô lượng công đức là cái công đức trì danh niệm Phật của hành giả niệm Phật. Như vậy là hành giả niệm Phật, trì danh niệm Phật đầy đủ thì đầy đủ được là vô lượng thọ, vô lượng quang. Trí tuệ của Phật, hào quang của Phật là chúng ta có trí tuệ, có hào quang như Đức Phật Di Đà. Nhưng hiện nay cái vô lượng thọ, vô lượng quang nó bị thất tình lục dục, bị tham sân si, nó là chúng ta không thấy được cái vô lượng thọ, cái vô lượng quang đó. Cho nên vì vậy mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ân cần khuyên nhủ và nhắc nhở hành giả chúng ta ở cái thời pháp nhược ma cường này mà cố gắng niệm Phật. Vì cái thời chánh pháp, tức là giáo lý hạnh quả đủ, gọi là chánh pháp. Thời thứ hai là tượng pháp, giáo lý hạnh không có quả, không có quả. Qua cái thời kỳ thứ ba là giáo lý đó là hạnh quả hết. Bây giờ chúng ta còn người tu mà. Bây giờ chúng ta còn, thời này chúng ta còn người, còn giáo, còn lý, còn hạnh, tức là còn người tu, chưa phải là ma pháp. Pháp nhược ma cường, tức là nghiệp nặng mà phước thì mỏng. Cái thời của chúng ta này nghiệp thì nặng lắm, nhưng mà cái phước thì nó mỏng. Pháp nhược ma cường, mình ra ngoài xã hội, mình ở trong gia đình của mình, mình ở chung quanh của mình cái người bạn lành, cái người thiện hữu tri thức với mình ít lắm, khó kiếm lắm. Ngay trong gia đình của mình còn khó kiếm lắm. Thầy nói cái chuyện ở Sài Gòn quý vị nghe không? Hai gia đình, cái gia đình này hai vợ chồng làm bác sĩ hết, nhà lầu 4 tầng, giàu có, trí thức, tiền vô như nước. Có ông em ở bên Mỹ nè, lãnh ông bố qua bên Mỹ này. Ông bố ông thương thằng con trai út lắm. Nó về nó rước cái bố đi, nào bố đi. Qua đây ông sống được mấy năm, ông nhớ nhà quá. Ông mới nói: con ơi, bố muốn về Việt Nam, bố sống với anh chị con vài năm, bố chết rồi đem quan tài của bố về với Cần Thơ á, chôn cái phần mộ của ông bà tội nghiệp, và cả nhớ quê hương, nhớ ông bà tổ tiên mình. Nói với thằng con út, cái cậu út cô về cũng nói với hai vợ chồng ông anh: giờ bố nói với em như vậy, em bây giờ làm sao về Việt Nam, công ăn việc làm, học hành của mấy đứa nhỏ rồi nó khó lắm. Thôi em nói với anh chị rằng em về em mua nhà, rồi anh chị đứng giấy tờ, rồi em đưa bố về, rồi em thuê người để chăm sóc bố vài năm, rồi gần gũi anh chị, rồi khi chết rồi đem quan tài của bố về với Cần Thơ, cái phần mộ, cái nghĩa trang của ông bà dưới đó, bố muốn vậy đó. Người anh mới, chú Út nói như vậy là hợp với đạo lý. Bởi vì cha mẹ mà mong muốn mà con nó đáp ứng được, tức là cái đạo hiếu, người anh khen đó chứ. Khi người em nó mua nhà đất, giấy đất, giấy nhà khác, giấy hồng, giấy đỏ hai cái, bà chị dâu bà đứng hết. Ông anh ruột không có nhúng tay vô chuyện được. Khi mà người em anh này đưa ông bố về, bà chị dâu bà trưng giấy tờ là bà nói: cô bà hết, giấy hồng, giấy đỏ là tôi đứng hết, chú có cái gì? Để người em mới biết rằng chị mình lừa đảo. Thôi dẫn ông bố lại anh chị ba lại, rồi dẫn bố về qua bên Mỹ này. Thế thì quý vị thấy đâu phải nghèo khó, đâu phải dốt nát, có trình độ bác sĩ đâu mà nhà cao cửa rộng, mà đối với anh em mình tội nghiệp
Khi chú đi, chú ra, chú thưa với thầy, chú nói, thưa thầy, con thấy rằng cuộc đời như vậy đó. Anh chị con tệ bạc quá. Em thì con không nghĩ tiền bạc, nhưng mà nghĩ rằng bố con không tội nguyện được là đem cái quan tài mà về chôn trong cái phần mộ của ông bà Cần Thơ, bố con không được cái việc đó. Con thấy rằng nó rây rứt ở trong tâm của con. Thầy mới khuyên, thầy nói thôi về khuyên ông niệm Phật đi con. Niệm Phật là giải tỏa được hết. Vì tất cả những cái hận thù, những cái gì mà mình đeo đuổi này là Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, không thể lấy hận thù trừ được hận thù, chỉ có từ bi mới trừ được hận thù. Con về con khuyên bố niệm Phật để mình giải tỏa được cái này, có cái còn đeo đuổi những cái nhớ này, những cái buồn phiền này, sau khi bố con mất đây không được sanh vào cái cảnh giới an lạc cái đó, tội nghiệp bố đâu, khuyên bố niệm Phật đi con. Quý vị thấy không? Tức là pháp nhược ma cường, tức là cái cuộc đời này mình tìm được một cái người tức là đồng cảnh ngộ với mình, tìm được một người thiện. Cho nên thầy nói là mình làm được con người mà mình khuyên được cái người đó hiếu kính với cha mẹ, mình khuyên được cái người đó niệm Phật là công đức lớn lắm, lớn lắm. Đừng đòi hỏi cái gì nữa, chỉ nhiều đó thôi. Là thầy 40 mấy năm đi hoằng pháp lợi sanh, chỉ khuyên Phật tử hiếu kính với cha mẹ, khuyên Phật tử niệm Phật để cầu vãng sanh cực lạc. Hai cái điểm đó là chính rồi. Hai điểm đó chính rồi. Cho nên hôm nay thầy khuyên quý vị rằng chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà niệm, đó là đa phước phát bồ đề tâm, là đa thiện thì đa thiện đa phước mới được vãng sanh cực lạc, còn thiểu thiện thiểu phước không vãng sanh. Bây giờ nói thêm cái bồ đề tâm, tức là tin sâu nguyện thiết là bồ đề tâm. Tin sâu vào pháp môn niệm Phật và tha thiết nguyện vãng sanh cực lạc, hai cái điều kiện đó là bồ đề tâm. Như vậy là tin sâu nguyện thiết hành thâm, mà tin sâu nguyện thiết là bồ đề tâm, hành sâu pháp môn niệm Phật này là đa phước. Như vậy hành giả niệm Phật của chúng ta đa thiện đa phước thì quyết định được vãng sanh cực lạc. Giờ kể chuyện hồi nhỏ thầy tu pháp môn niệm Phật quý vị nghe nè, rồi nghĩ là năm đó học ở Huệ Nghiêm, năm thứ hai 64 vô đó học, rồi tới năm 65 và năm 66 đi về nhà trường cho nghỉ nửa tháng sau an cư kiết hạ, rồi nghĩ tới đầu tháng 8 mới nhập học lại đi về quê. Thì quê của thầy là cấy lúa một mùa, tháng 7 cấy tới tháng chạp mới có thu hoạch 6 tháng. Đi trên cái đường đê đi về gặp một cái đám thợ cấy khoảng 20 người. Thì có cái cô gái đó, cô đứng dậy, cô nói thưa thầy, thầy đi tu chị em lâu gặp quá, bị hồi học cái gì lưỡng xuyên hết mấy năm, rồi lên Huệ Nghiêm nó cũng 4 năm. Hôm nay thầy có dịp về quê, chị em có điều thắc mắc nhờ thầy giải đáp giùm. Thầy nói mấy cô cứ có việc cứ nói đi, cái nào dễ trả lời khó thôi nha, mới tu mà. Cậu mới đứng dậy, cậu nói thầy ơi, học đạo để làm chi, dưa muối tương rau có ích gì, đời trai sao vội lo tu sớm, thôi về xây mộng với em đi. Khó chỗ mà xây mộng với em đi đó, giờ phải xây sao cho nó chắc ăn rồi nè. Thầy nói rồi ngồi lấy cái cặp, bỏ cái cặp xuống lấy viết ra, ngồi xuống cô đọc lại chậm chậm tôi ghi đi, nó trả lời chứ. Cô đọc lại, thầy ơi học đạo để làm chi, thầy ghi lại, thầy ơi học đạo để làm chi, dưa muối tương rau có ích gì, đời trai sao vội lo tu sớm, thôi về xây mộng với em đi, gạch dưới cái chữ xây mộng với em đi để trả lời. Quan trọng có như đó, cái thầy làm xong đứng dậy hết đi, mấy cụ đứng dậy hết, tôi trả lời, người nghe được, người nghe không được uổng lắm, đứng dậy hết. Thầy đọc lên nè,
Cô ơi học đạo khó vô ngần, tu để trao dồi lấy tấm thân, nhỏ lo tu và khỏi lụy, chúng mình xây mộng ở Tây Phương. Mà thiệt quý vị, thiệt. Năm đó là năm 66, mà cho đến 2004 mới gặp lại cô đó. Quý vị thấy lâu không? Thì năm đó sư bà Tịnh Lý ra Vũng Tàu mời thầy về giảng cái đạo tràng niệm Phật chùa Long Hoa. Thì thầy nghĩ rằng sư bà với mình là đồng hương, mà sư bà có cái đạo tràng niệm Phật hàng tháng mùng 1 tới mùng 7, sư bà mời mình về giảng mà mình không về thì mất cái tình quê hương, thì tôi chấp nhận về. Thì cái buổi giảng đầu tiên đó thì cô nó lên, cổ lên, cổ mới nhận là cổ là cái người mà làm cái bài thơ mà thôi về xây mộng với em đi, cổ sắc nè. Thế bây giờ mới tâm sự rằng cổ có chồng, chồng đi sư đoàn 18 hy sinh, có hai đứa con trai, bây giờ một đứa nó ở bên Úc, con thằng này ở nhà đấy, là cổ thủ tiết không có bước thêm một bước nữa. Bây giờ về cái đạo tràng đó niệm Phật, thầy về cái đạo tràng đó giảng niệm Phật, có phải là chúng mình xây mộng Tây Phương không? Rõ ràng là xây mộng Tây Phương. Bây giờ kể chuyện vui cửa Phật rồi mình nghĩ, có một vị thiền sư đó đi đến nhà cư sĩ đó nghỉ lại đêm. Thì nửa đêm ngày ngồi thiền, ngày nghe có cái tiếng khóc, ngày hỏi cư sĩ, chủ nhà đó: cư sĩ ơi, ai mà làm cái gì họ khóc mà thê thảm vậy? Cư sĩ nó bạch ngài là nhà đó có người cha chết, cho nên con họ thương mến họ khóc. Thiền sư mới nói: thôi được, sáng mai ra cư sĩ dẫn tôi tới đó để cầu siêu cho người ta nha. Cư sĩ nói người ta có mời mình đến, không mời thì thôi, mình tự nhiên mình đến cầu siêu, mà đến gì người ta chết mình đến cầu siêu người ta mừng chứ gì đó mà. Sáng hai thầy trò đến đó thì cái người con, cái người mà khóc hồi hôm đó mới thấy thiền sư mừng quá, nói: thưa ngài, tan gia bối rối, bố con chết mà chưa có đi rước được một vị sư đến để tụng kinh cầu siêu, may quá ngài đến thì ngài cầu siêu cho bố con. Thiền sư mới nói: được, cái đó là cái nghề của tôi mà, tôi tụng là dứt khoát là siêu. Rồi bây giờ làm hợp đồng đi. Hợp đồng là sao? Một quyển kinh Di Đà là hai quán, mà tụng 20 quyển, 2 đồng thì nhất định vãng sanh. Làm giấy hợp đồng đi. Hợp đồng thì ông người con đó mới nói: thôi một quan 8 thôi, bớt đi, bớt 2 quan. Thiền sư mới nói: thôi cũng được, thôi đi, ký hợp đồng quan 8, tụng hết 20 quyển kinh Di Đà sau ngày phục nguyện là vãng sanh Đông Phương thế giới. Trời đất ơi, bể hợp đồng rồi. Anh sao nên nói vãng sanh Tây Phương giờ mà qua Đông Phương? Thì một quan 8 thì đi Đông Phương, mà 2 quan thì đi Tây Phương. Con chịu không nổi, bây giờ chẳng lẽ để cho bố mình giảng sanh Đông Phương, thì hợp đồng lại là 2 quan, ngày tụng kinh xong rồi ngày phục nguyện là vãng sanh Tây Phương thế giới. Hồi nãy Đông Phương, bây giờ qua Đông Phương. Ông già trong quan tài, ông mới rủa cái thằng nghịch tử, chỉ có 2 quan mà keo kiết, mà buộc lão phải từ Đông Phương mà đi qua bên Đông Phương, nó xa lắm. Phải không? Baby, đầu tiên hết phải phục nguyện Đông Phương, thì Đông Phương bên đấy, Tây Phương bên kia, mà tụng lại rồi thì đủ 2 quan, rồi tụng rồi xong rồi phục nguyện Tây Phương, thì ông già phải đi từ Đông Phương qua qua Đông Phương, già mà đi về nổi. Hồi xưa đâu có máy bay đâu. A Di Đà Phật.
Thầy, con nghe thầy có năng lực với lại cõi âm, xin thầy cho thêm 5 phút dài thì bây giờ đại khái thế này, thầy trò có duyên, cho nên thầy trò mình gặp ở đây, mà cái duyên này thì duyên nhỏ thôi, cái duyên lớn là duyên ở cực lạc. Thầy thường nói với quý vị, thầy không ước ao gì hết, vì cuộc đời của mình ở cái thế giới ta bà này nhiều chuyện lắm, không biết mình có được vãng sanh hay không. Nhưng mà chiều nay thầy giảng cái tam nghi, là ba nghi tứ ải. Chiều nay giảng ba nghi tứ ải. Nhưng mà thầy có cái nguyện là sau khi thầy bỏ cái xác thân này, thầy làm cỏ bên tịnh độ cũng được. Cỏ chi, cỏ lan bên đó, cỏ bên đó ta không có cắt cho bò ăn, mà cỏ biết thuyết pháp. Mai mốt quý vị về sau thầy phép pháp cho quý vị nghe. Không? Như trong kinh Di Đà nói là tướng lưỡi rộng dài bủa khắp tam thiên đại thiên thế giới. Hồi đó thầy học thì nó cái lưỡi gì mà dài dữ vậy, sao mà coi cho được. Ông Tiêu ổng le ra có chút mà thấy mà ớn rồi. Phải không? Cái lưỡi ông Tiêu ổng le ra chút mà này, cái tướng lưỡi rộng dài. Khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày ngồi đạo tràng ở Kỳ Viên, ngày thuyết pháp, ngày nói rằng các đức Phật như đông phương có vị Phật này, đông bắc phương, nam phương thế giới, hạ phương, thượng phương, vân vân, hiện là tướng lưỡi rộng dài bủa khắp tam thiên đại thiên thế giới, thành thật tán thán cái kinh A Di Đà này, bất khả tư nghị công đức chư Phật sở hộ niệm. Các đức Phật có cái tướng lưỡi rộng dài. Lúc mình học thì mình cứ học văn tự vậy thôi, còn cái ý nó mình chưa hiểu. Bây giờ thầy mới thấy rằng là tướng lưỡi rộng dài, đúng không? Tướng lưỡi rộng dài. Cái lưỡi của thầy thì có bao nhiêu đâu. Nhưng mà thầy ở Việt Nam, thầy xuống Cà Mau, thầy giảng pháp môn niệm Phật, kể lại cái lưỡi của thầy từ Vũng Tàu xuống với Cà Mau. Cái thầy bay ra ngoài chùa Nam Dư Thượng ở Hoàng Mai, thầy giảng cái đạo tràng niệm Phật, cái lưỡi thầy nó quẹo qua tới ngoài Hà Nội luôn. Cái nó quẹo qua Mỹ luôn. Nó quẹo đi Canada rồi. Nó như vậy cái lưỡi của thầy là hết cái quả đất này rồi. Nhưng mà thầy là phàm phu, mà cái lưỡi thầy nó quẹo cỡ vậy rồi, còn cái lưỡi chư Phật thì thôi, bất khả tư nghì, bất khả thuyết, đúng không? Đúng rồi. Nghĩa là ở đây có người chuyển dương tịnh độ, ở đây có người chuyển dương tịnh độ, ở đây có người chuyển dương tịnh độ, là tướng lưỡi rộng dài, chứ không mấy cái lưỡi le nó dài thiệt, mà người tán thán pháp môn tịnh độ. À, thế thì quý vị là liên hữu, đó là thầy là đồng môn. Như vậy thầy về tịnh độ, thầy thành cỏ bên đó, thì quý vị lọt thọt, quý vị theo sau mà qua bên cái cõi phàm thánh đồng cư đó, ngồi trong đó để nghe thầy thuyết pháp, thì giống như thuyết pháp ở Bát Nhã này, đúng không?